Quý khán giả thân mến, tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đội shipper tình nguyện được đoàn phường tham mưu thành lập vào ngày 17 tháng 7. Chưa đầy một tháng sau, thì mô hình được phát triển thành phiên chợ Cái Khế để góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu của nhân dân trên địa bàn trong những ngày giãn cách phòng chống dịch bệnh. Ban tổ chức phiên chợ Cái Khế hoạt động như một đầu mối tập trung nhận hàng từ các tiểu thương giao về từ sáng sớm. Với hình thức này, các tình nguyện viên không phải mất nhiều thời gian đi các nơi để mua như trước đây, vừa nhanh vừa giữ thức ăn được tươi ngon. Mình phải thêm một khâu nữa là mình nhận đơn và chốt đơn của người dân. Tức là người dân muốn đặt cái gì thì thông qua một cái đường dây nóng của đoàn phường. Sau đó thì mình mới thực hiện là chốt đơn và mình đặt hàng cho tiểu thương. Tới sáng ngày hôm sau bắt đầu là mình sẽ nhận đồ của tiểu thương, rồi mình sẽ phân chia và mình đi ship lại cho người dân. Thì cái đội ship vẫn là cái đội shipper tình nguyện. Hiện phiên chợ cung ứng khoảng 50 loại hàng hóa với nhiều loại thịt, cá, rau củ, đồ khô, trái cây, cơ bản đáp ứng nhu cầu của bà con. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ góp phần hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho bà con trong khu vực phong tỏa, mô hình này còn mở rộng ra toàn phường để góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chỉ thị 16 trên địa bàn. Nâng cấp mô hình shipper tình nguyện thành phiên chợ Cái Khế theo hướng bài bản và mở rộng hơn đối tượng phục vụ, địa phương đồng thời tận dụng các nền tảng hiện có, bổ sung thêm lực lượng phối hợp với đoàn phường để phát huy cao nhất hiệu quả. Mô hình còn góp phần giảm việc mua bán trực tiếp và trả tiền mặt, tuân thủ nghiêm 5K. Có cái group an ninh trật tự, từ đó thì cái lợi thế của phường mình khi tuyên truyền gì thì trên group này thì dân toàn phường sẽ nắm được. Do đó thì phường cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên dùng số điện thoại của tổng đài để đưa lên trên cái group an ninh trật tự của 8 khu vực của toàn phường để người dân nắm được cái số điện thoại này. Sau đó người dân sẽ liên lạc trực tiếp với đồng chí là tổng đài là để nhận đơn hàng thì đảm bảo được cái được thực hiện giãn cách luôn. Đối với việc thực hiện mô hình thì em cảm thấy rất vui. Và khi mà mình được góp một chút sức lực của mình vào cuộc phòng chống dịch Covid. Em thấy cái mô hình này cũng là rất là quan trọng. Tại vì khi mà những người dân người ta bị kẹt trong khu phong tỏa, người ta không có tự do đi lại như hồi đó nữa. Người ta sẽ là khó khăn trong cái việc mà lương thực của mình. Do đó là em với mọi người rất là sốt sắng trong cái mô hình này. Một tháng qua, đội shipper tình nguyện rồi phiên chợ Cái Khế đã đi chợ giúp người dân gần 1.330 đơn hàng, tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng. Các gia đình trong khu phong tỏa hay những con hẻm nhỏ, khu dân cư đều được các shipper áo xanh phục vụ tận nơi với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.